người đàn ông vì một chú ngựa lại quỳ trước mặt cô gái. Chú ngựa này chính là người bạn đã lớn lên cùng anh. Anh tuyệt đối không được để mất nó. Vậy mà vào ngày hôm qua, con bò lớn lên cùng Chompu lại chết trước mặt cô. Bây giờ tình thế đổi ngược lại, đến lượt anh cảm nhận nỗi đau con vật yêu thích mà mình nuôi bị người khác giết chết. Nhìn thấy Thiwarat quỳ xuống cầu xin, anh ta không còn dáng vẻ kiêu căng nữa. Chompu có chút mềm lòng, cô trả ngựa lại cho anh ta. Nhưng mấy giây sau tiếng súng lại vang lên, anh dùng đôi tay đang run rẩy của mình đích thân giết chết chú ngựa ấy. Chỉ bởi vì Chompu nói, người thừa kế của nhà Sara dùng tôn nghiêm của mình để đổi lại mạng cho một con ngựa. Từ nay về sau, tôn nghiêm của Thiwarat nhà Sara coi như không còn gì nữa. Giá trị của con ngựa đó còn cao hơn cả cái mạng của anh. Tôn nghiêm của nhà Sara luôn luôn cao hơn tất cả, không ai có thể coi thường, khiêu khích. Kể từ khi người cha mất, Thiwarat từ nhỏ đã trưởng thành trong sự dạy dỗ như vậy. Anh có thể mất đi tất cả, nhưng không thể mất đi lòng tự trọng. Lúc này trong mắt anh đầy nước mắt hối hận, trên mặt nở nụ cười không cảm xúc. Đôi mắt của Chompu cũng tràn ngập nước mắt. Cô nhìn Thiwarat thì không tin vào mắt mình, khóe miệng cô run lẩy bẩy. Cô nhớ đến người anh lương thiện dũng cảm trong ký ức, tại sao lại biến thành một tên điên cuồng như này? Thiwarat như người mất hồn quay trở về nhà, nhưng đón tiếp anh lại là một trận đánh mắng của người cậu. Anh giết bò nhà hàng xóm, bây giờ lại giết chết ngựa của mình. Trong mắt tất cả mọi người, anh đã trở thành một tên thần kinh kỳ quặc và cố chấp. Thiwarat cầu xin sự giúp đỡ của chú Park, nhưng người chú luôn ủng hộ anh, người cô luôn yêu thương anh, cũng cảm thấy thất vọng và không muốn nói chuyện với anh. Thiwarat cảm thấy được sự phản bội sâu sắc, cảm giác cô đơn trước nay chưa từng có xuất hiện. Ban đêm bầu trời yên tĩnh đến lạ, Chompu và Bantong chuẩn bị đi chôn chú bò bị chết của họ. Nhưng vô tình nhìn thấy một bóng hình gần bên hồ. Simon an nghỉ nhé. Mày là thứ duy nhất khiến cuộc sống của tao được hạnh phúc. Nhưng bây giờ tao không còn mày nữa. Cuối cùng lại còn chết chỉ vì cái danh hư vô. Tao không biết phải làm gì mới bù đắp được nghiệp tao gây ra. Tao xin lỗi Sinan. Chompu đứng từ xa nhìn thấy anh trai Thiwarat thú tội trước ngôi mộ. Đã từ rất lâu rồi cô mới lại nở nụ cười, bởi vì cuối cùng cô cũng nhìn thấy vẻ mặt đằng sau sự ngang bướng của anh, còn ẩn giấu tâm hồn như trước kia của anh. Chompu thầm thề với người cha, cô nhất định sẽ khiến người anh lương thiện dũng cảm quay lại. Ngày hôm sau, Chompu một mình lái xe về nhà, một nguy cơ sống chết đang dần dần lại gần cô. Người phụ nữ này quá thảm rồi, bị đuổi giết suốt 16 năm, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi nanh vuốt. Cô bị một đám sát thủ nhốt vào trong lồng, bọn chúng đổ xăng rồi châm lửa, xem ra bọn chúng muốn thiêu chết cô. 16 năm trước, sát thủ đuổi theo đến tận làng của cô. Để bảo vệ an toàn của Sarika, tất cả những đứa trẻ nữ đều đổi tên thành Sarika và còn đuổi bọn sát thủ đi. Không còn cách nào khác, bọn chúng chỉ đành nói dối ông chủ. Sarika đã chết rồi, nhưng bây giờ đột nhiên nghe được cả nhà ông chủ Phi Tác đã mua lại một trang viên ở gần thôn. Lo sợ việc của mình bại lộ, thế là bọn chúng quyết định quay lại xử lý cô. Nhưng bọn họ cũng không chắc Chompu chính là Sarika mà năm đó mình để lọt lưới hay không. Dựa vào ký ức năm đó thì khả năng chính là Chompu là rất cao. Thà giết nhầm cũng không thể bỏ sót. Cũng may Bantong đã đưa dân làng kịp đến. Họ xông lên trước liều mạng với đám sát thủ, người dân lập tức cứu Chompu ra. Ba tên sát thủ thấy tình hình không ổn, chúng bị dọa cho chạy tán loạn. Mặc dù tạm thời chạy thoát, nhưng chúng lại càng khẳng định Chompu chính là Sarika. Bọn chúng quyết tâm dù có thể nào cũng phải giải quyết cô. Nếu không Phi Tác biết được Sarika vẫn còn sống, vậy thì ba người họ chết chắc. Bà Tong lo lắng đám sát thủ lại đến tìm Chompu, anh liền cùng cha mình đến ở nhà Chompu bảo vệ cô. Đêm đó Chompu lại nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đi đến bên cạnh bãi chăn nuôi nhà mình. Thì ra sau khi Thiwarat biết Chompu xảy ra chuyện, anh không chịu được lo lắng mà đi đến xem sao. Thấy Chompu không sao, anh liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà mồm vẫn phải tranh cãi với cô. Nghe nói cô bị bọn cướp đến bắt, con tưởng cô bị bắt đi làm phu nhân của chúng rồi chứ. Sao anh biết tôi bị bắt? Cả làng hùng hùng hổ hổ đi tìm cô như thế, sao mà tôi không biết được? Bởi vì bọn họ lo tôi xảy ra chuyện, nhưng bọn họ như vậy làm loạn nông trường của tôi. Chompu chê cười Thiwarat chuyện gì cũng chỉ biết dùng tiền giải quyết, đến bạn bè cũng là dùng tiền để mua, nhưng không biết tình bạn hơn tiền bạc. Thiwarat lại phản bác, anh vẫn chưa nhìn thấy cái gọi là tiền không mua được. Chompu tức giận nhìn anh ta, đêm đến cả hai người không gặp mà hẹn đều nhớ đến đối phương. Một cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng hai thanh niên trẻ. Nghe nói Chompu xảy ra chuyện, người cha A Bang liền đi cả đêm nhanh chóng quay về nhà. Sau khi nghe xong những chuyện xảy ra, ông quyết định sử dụng chiêu mà mình đã chuẩn bị sẵn. Hai người mang lễ vật đến ngôi miếu, mà tên sát thủ cũng đi theo sau bọn họ. Lúc sát thủ đang định ra tay, thì phát hiện A Bang và Chompu đang cúng bái một người, mà người cúng bái ấy lại chính là Sarika. Nhìn xem, trưởng thôn và Chompu lại đi lễ Sarika. Năm nào bọn họ cũng đến đây. Hôm nay chính là ngày giỗ của con bé. Hai người nấp ở bên cạnh nghe thấy rõ. Sarika nhiều năm trước đã chết vì bệnh, cho cốt được chôn cất trong ngôi miếu này. Chẳng nhẽ Sarika thật sự đã chết từ lâu? Vậy Chompu trước mắt là ai đây? Sát thủ phút chốc hoang mang. Phi Kun trang điểm lộng lẫy đi trên đường dạo phố, gây sự chú ý của mấy tên lưu manh. Chúng trực tiếp chặn trước mặt Phi Kun, vươn tay ra định trêu đùa cô gái xinh đẹp này. Phi Kun sợ hãi hét toáng lên, nhưng những người dân ồn ào xung quanh lại không đến giúp đỡ. Chompu ở bên cạnh định lên trước ngăn lại, nhưng những người dân lại bảo cô đừng quản nhiều chuyện. Vào thời khắc nguy hiểm, một người đàn ông cưỡi ngựa xông vào,
anh chính là đối tượng xem mắt của Phi Kun, cũng là đối thủ của Chompu. Kiwaras xông lên trước muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ngầu không được quá 3 giây, dù sao người ít cũng không chống lại được địch đông. Anh bị một tên đánh lén rồi bị hắn xiết cổ chết gần chết. Cũng may Chompu kịp thời ra tay, cô cùng mấy người dân đuổi bọn lưu manh ra ngoài, giúp Kiwaras thoát khỏi thảm cảnh. Anh thành khẩn cảm ơn Chompu, nhưng cô vẫn có thành kiến với anh, cho nên những lời nói có chút độc miệng, khiến Kiwaras có chút khó coi. Về đến nhà, Kiwaras bị thương nhưng vẫn phải chịu một trận mắng của người cậu, và ông ta cho anh thời hạn 1 tháng, nếu như không về Bangkok thì phải ra nước ngoài du học tiếp. Kiwaras rất tức giận nhưng lại chẳng làm được gì. Đêm đến, anh tới ngôi mộ chú ngựa của mình. Anh ngây người ở đó, nhớ đến cảnh Chompu cứu mình lúc sáng, trong lòng có chút phức tạp. Trước đây là anh luôn đối đầu với cô, chẳng nhẽ là mình đã sai rồi sao? Kiwaras hơi vào hoang mang. Lúc này người bạn tốt đến hỏi anh, tại sao cứ phải ngước lên cao? Quay đầu bên cạnh lại chẳng có một ai. Cậu đã thắng Chompu nhưng lại mất đi chú ngựa yêu thích. Cậu thấy đáng không? Kiwaras nhìn ngôi mộ của chú ngựa do chính tay mình xây, anh âm thầm rơi nước mắt. Đương nhiên không đáng. Ngày hôm sau, Kiwaras bảo người làm mua một chiếc xe đạp mới cho Chompu, còn gửi cho cô một bức thư, nhưng cô đọc xong bức thư lại chẳng muốn nhận chiếc xe đó, bởi vì lời văn rất cứng ngắc. Trong thư anh nhận lỗi trước đây của mình, cô cho rằng anh không hoàn toàn hối hận, vẫn luôn tự kiêu và cao ngạo, nhưng người cha A Bang lại khuyên cô nhận nó, hy vọng mọi thứ trước đây có thể hòa giải. Nghe nói sữa bò của thôn bán không được, những người buôn sữa bò của thôn này không ngừng giảm giá thành khiến người dân chịu tổn thất nặng. Kiwaras chủ động đứng ra đưa một cái giá phù hợp mua lại sữa của người dân, nhưng anh lại giải thích với Chompu và A Bang rằng mình chỉ đang vì lợi ích của mình. Anh vẫn còn chưa biết bản thân mình cũng đang dần dần thay đổi. Tên sát thủ luôn đuổi giết Chompu vẫn không ngừng nghe ngóng tin tức thân phận của Chompu. Sau khi biết Chompu đã thay tên, bọn họ quyết định vẫn nên giải quyết Chompu và A Bang cho chắc ăn. Vì bị người dân 2 lần đánh đuổi bị thương, bọn chúng cũng ôm hận trong lòng, chuẩn bị cho cuộc trả thù đẫm máu. Đi đến làng Gongpai, có gì cướp nấy, đặc biệt là nhà trưởng thôn A Bang. Lúc đang thương lượng, một đám lưu manh bước vào, chính là mấy tên đã bắt nạt Phi Kun. Nghe nói mấy người muốn trả thù người trong thôn, rất nhanh bọn lưu manh và lũ sát thủ đã hợp tác với nhau, chuẩn bị cướp bóc thôn Gongpai.